Rồi, xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Hôm nay mình lại đi qua cái phần khá quan trọng là phần tổng ôn câu vận dụng cao về nguyên hàm kết phần. Đây là phần vừa ôn thi giữa kỳ học giữa kỳ 2 các em, vừa ôn thi học kỳ và quan trọng nhất là các em ôn thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2021 sắp tới. Đó, và cái phần câu vận dụng vận cao tức là câu mức độ 8, 9, 10 điểm trong đề thi. Thì theo cả nước vẫn là ra hình thức theo kiểu trắc nghiệm, nhưng riêng Đà Nẵng thì ra theo kiểu tự luận. Vì vậy mà em cứ xem hiểu những câu này xem như là câu tự luận đấy các em, vì cách giải của nó hoàn toàn tự luận mà không phải bấm máy tính, được chưa? Đó, rồi bây giờ thầy đi từng ví dụ một với những cách giải chi tiết điển hình cho các em. Ví dụ thứ nhất là cho hàm số f(x) có cái f3 như thế này và f(x) là bằng cái này các em. Khi đó họ biểu tính tích phân từ 3 đến 8 của f(x) dx. Đây là một câu hỏi mà áp dụng tính chất tích phân thôi là các em sẽ làm được. Bây giờ làm nó như thế nào? Bây giờ mấy em cùng xem cách giải của thầy và một số chú ý để các em đi đến cái kiến thức mà mấy em làm hiểu bài toán này nhất, được chưa? Rồi. Rồi bây giờ chú ý cái bài này liên quan như thế nào thì mấy em có cái chú ý từ cái gì mấy em? Từ cái khái niệm về nguyên hàm tích phân thôi. Các em khái niệm nguyên hàm tích phân là gì mấy em? Họ nói là nguyên hàm của hàm số f(x) dx, nguyên hàm của hàm số f(x) dx các em này, dx. Đó. Bằng f lớn x cộng c. Thì khi và chỉ khi là cái anh ngoài đào hàm bên trong, phải không em? Đó, có nghĩa là f lớn x đào hàm á là bằng f nhỏ x. Đó. Được chưa các em? Như vậy từ đó họ suy ra một cái điều như thế này các em. Họ có thể nói ngược: nếu f lớn x mà đào hàm bằng f nhỏ x thì f lớn x này chính là nguyên hàm của hàm f nhỏ x. Vì vậy thầy suy ra được họ có cái hệ quả như thế này các em. Thầy gọi là cái hệ quả. Bây giờ họ không vì thầy họ không ghi cái này mà họ là nếu. Đây, bây giờ thay vì chữ f lớn họ ghi là f nhỏ x. F phải ít đây cái chữ F phải ít giống như F lớn của em và cái F nhỏ ít nên sẽ thành giống như R ít đó. Thì họ suy ngược lại cái F lớn ít đây này, thì suy ngược lại cái F ít này chính là bằng nguyên hàm của hàm số G ít đấy đó, hàm nguyên hàm của hàm số G ít đấy. Như vậy nếu mà em không nắm cái bản chất của định nghĩa thì các em chỉ cần nhớ cái này thầy được, nhớ cái này thầy yeah. Thì đóng khung này cho các em đi, được chưa? Mà em nhớ cái này thầy được đó, ok chưa? Đương nhiên bây giờ mình chỉ làm những cái bài toán mà mang tính chất là mình hiểu bài kỳ đã chưa. Rồi đó, rồi bây giờ thầy làm cái bài đó, bây giờ mà em xem thầy giải cái bài đó như thế nào. Bây giờ mình xem thầy giải đây. Bây giờ f phải x bằng cái này thì suy ra được từ giả thiết, thầy suy ra luôn phải không em? Đó, từ giả thiết thầy suy ra luôn. À, bây giờ mẹ em xem thầy suy ra này. Bây giờ mẹ em ghi là ta có. Bây giờ mình giải luôn nha. Thầy giải này. F phải x bằng cái này thì suy ra f(x) sẽ bằng nguyên hàm của cái này. Được chưa? Thầy dùng cái này luôn này. Thì f(x) luôn này. Từ đề ra thì có là f(x) chính là nguyên hàm của hàm số gì các em? X trên x cộng 1 trừ căn của x cộng 1. Đấy, nhân với d. Để ok chưa? Ít ít cộng một nhưng mà ít. Thầy chỉnh cho cái ánh sáng cho đẹp 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 xị này, nhìn thấy cho nó thật sáng xị hay. Cho thầy tối quá, vừa xấu vừa tối vừa đen nữa thì không nên. Rồi. Thầy sơ xị hay. Rồi. Bây giờ thầy ơi, cái tích phân này làm như thế nào thì thầy vừa được thầy nói rồi. Khi học thầy còn nói là khi gặp một tích phân mà có căng thức thì mình cứ đặt mạnh dạn đặt tên bằng căng thức cho thầy. Được chưa? Còn những cái bài mà có hệ gọi là phương pháp lượng giác hóa hay là phương pháp đổi biến số dạng hai thì nói sau, nó sẽ có trường hợp đặc biệt nói sau nhưng ít gặp lắm, thật là thật như vậy. Thì mẹ em nhớ vào bài này mình đặt cho thầy, bây giờ thầy làm tiếp bài này luôn vì lợi dụng bảng thầy làm luôn. Mẹ em đặt t bằng, được chưa? Đặt t bằng căn cái này các em này, được chưa? Căn này và đặt t bằng căn, ví dụ căn 2 thì mình đặt căn 2, căn 3 thì đặt căn 3, căn 4 đặt căn 4. Và trước khi lấy đầu hàm mẹ em nhớ lũy thừa t bên lên là bằng x cộng cộng một. Sau đó mẹ suy ra được hai hướng. Hướng thứ nhất là đào hàm hai bên đi là 2t dt, nó sẽ đang đào hàm của x cộng một đây này, đào hàm x bằng hàng một, đào hàm bằng một cộng một đào hàm bằng không, là vì vậy nó bằng dx.
Đó. Và tích phân của mình cố gắng có cái biển này được. Bây giờ thầy ghi lại, bây giờ suy ra cái f(x) này, thầy suy ra thầy f(x) này. Bài này không phải tích phân, thành ra mình cứ làm bằng phương pháp bình thường. Thầy chuyển qua đổi biến. X bây giờ là cái gì? Bây giờ thầy suy ra hai điều. X đây là em này, X là bằng gì các em? À, là t bình trừ trừ 1. Tuy là câu 8 9 10 điểm nhưng thầy cố gắng giảng để cho các em dễ hiểu nhất. Có thể nó chậm một xíu cũng được. Vì mục đích của mình đây là học bài chứ không phải mình làm trong bài toán tốc độ. Như thầy dạy thì thầy làm tốc độ thiệt nhanh nhưng mà với điều kiện là mẹ phải hiểu, phải không em? Còn bây giờ thầy làm sao mà các em dễ hiểu nhất và khai thác bài toán tốt nhất. Được chưa các em? Rồi bây giờ thầy làm đây là ít. Nên như vậy thầy bỏ cái camera xuống thì các em cho thầy rõ rõ người thầy sẽ hay. Rồi, bây giờ x này là bằng gì các em? À, t bình trừ 1. Đây, cái x này này. Cái x này này, thầy là chuyển thành là t bình trừ 1. Dx, x, dx này. Dx là gì? Thầy nhân tiếp là gì? 2d, à, dt. Đó, ở trên từ đã x, thầy ghi là thành t bình trừ 1. Dx là thành 2t dt rồi. Được chưa? Còn dưới này, đây, dưới này. X cộng 1, đây các em, x cộng 1 chính là t bình. Phải chưa? Trừ cho. Thì bây giờ nhìn cái bài này có vẻ sờ sờ nhưng mà thôi mình cứ tỉnh táo thôi. Giờ mà em thấy giấy mẫu này này mình nhóm được, phải không em? Đây giấy mẫu nhóm được, đây giấy mẫu thầy riêng ở giấy mẫu thầy nhóm được là thành gì? T nhân với t trừ 1. Rồi ok, thì trên tử này thầy đây là hằng đẳng thức, thầy cũng đưa ra hằng đẳng thức luôn là t trừ 1 a bình trừ b bình đấy mà em, nhân với t cộng 1 nhân với 2 t dt. Rồi, bây giờ bằng T khử T T trừ 1, T trừ 1 hết. Vì vậy cái bài rất là đơn giản là bằng gì? À, T cộng 1 mà nhân cho mấy thôi? 2DT. Phải chưa? Đây thầy khử T trừ 1, T trừ 1 hết, T khử T bằng 2DT. Như vậy thầy làm nhanh. Cái này phần mềm. Vậy thầy làm luôn mềm này. Hai giữ nguyên này, được chưa? Nguyên hàm của T chính là T bình trên 2 cộng nguyên hàm của 1 chính là t và cộng c. Nhưng bài này mà em nhớ đã đây là fx các em đi. Fx mình trả lại với x là xong. Đây thầy 2. Thầy làm lại thầy ghi lại t bình này, này cộng cho 2t cộng c cho nó. Sau đó mình trả lại với x mà em nghe, vì đây là fx đi. Trả lại với x là thầy ghi bằng t bình là bằng gì? X cộng 1 mà bình thành x cộng 1 luôn. Cộng cho 2t là 2 căn của x cộng 1. Đấy, thầy làm rất là chậm và cộng gió c. Như vậy nói tóm lại là mình có được là gì các em? À, fx của mình là bằng x cộng 1 cộng cho 2 căn của gì? X cộng 1 cộng c. Giờ xem tỉnh táo xem bây giờ đề hỏi tích phân từ 1 3 đến 8 của fx. Nhưng mà cái bài này mình vướng vướng cho chi c, và những bài mà đề có cái đặc điểm mà tìm c là khi nào đề cho cũng gì à, cho một cái f nào đó để mà em tìm hiểu cho c. Vì vậy mà em có f3 mà suy ra luôn được f3 của em. F3 là mình thể vào đây là bằng 3 cộng 1 là bằng 4, phải không em? 4 được chưa? Cộng cho 2 nhân với căn của 3 cộng 1 là 2, bằng 1 là bằng 2 cộng cộng c. Tương đương thì ghi đây tương đương luôn mẹ em. F3 này là bằng 7 mẹ em, F3 để cho mấy rồi? F3 bằng để cho bằng bằng 3, vì vậy thầy ghi là bằng 3. Đấy, cộng cho. Được chưa? 3 cộng cho mấy đây? À 3 bằng, thầy xin lỗi 3 bằng đi, 3 bằng thầy lưu lại chị. Đó, 3 bằng các em, 3 bằng. 4 là 8 cộng c, vì vậy suy ra thì suy ra đây này luôn là c là bằng gì? Trừ trừ 5. Rồi bây giờ ngang đó suy ra được rồi, rất là đơn giản rồi, phải không em? Suy ra được tích phân y bằng tích phân từ 3 đến 8. Giờ từ 3 đến 8 của f(x) là thầy ghi là gì? Là bằng gì? X cộng 1 rồi cộng cho 2 căn của x cộng cộng 1 với mấy nữa? Trừ trừ 5 dx dx các em bằng tích phân từ 3 đến 8. Đây là x trừ 4 cộng cho 2 căn của x cộng 1. Như vậy nếu là bài toán trắc nghiệm
thì ngang này mà em bấm máy đập số luôn. Nhưng giả sử trong đề thi nếu ở Đà Nẵng mình ra từ luận câu này không có đập số thì mình phải giải tiếp nữa, phải không em? Đó, ok chưa? Đó. Rồi bây giờ giả sử đây là đề thi của gì? À, của Bộ Giáo dục đi, thì không có từ luận, ngang này mình bấm máy luôn thì thầy làm bấm máy trước nữa, được chưa? Để cho đập số. Nếu là bài toán của đề thi Bộ Giáo dục, còn nếu bài toán của đề thi Sở Giáo dục Đà Nẵng ở dạng từ luận thôi thì thầy tính tiếp, được chưa các em? Bây giờ thầy ghi làm đề thi Bộ Giáo dục này. Rồi bây giờ mấy em sẽ lấy cái máy tính ra thầy bấm cho các em, được chưa? Rồi bây giờ thầy bấm cái tích phân này các em, được chưa? Tích phân này sẽ bằng số mấy, vì đây là nói chung là đề của Bộ Giáo dục đã, phải không? Mình thôi từ luận thì cũng đi công thức là xong thôi. Giờ thầy bấm này. Tích phân từ 3 đến 8 x trừ 4 cộng 2 căn x cộng cộng 1, được chưa? Tích phân từ 3 đến 8 hay tích phân từ 3 đến 8 rồi của gì đây? Mở ngoặc x trừ 4 cộng 2 căn x cộng 1 thì mở ngoặc. Đây alpha x trừ 4 cộng cho căn của alpha x cộng 1, được chưa? Ok. Đó, đóng ngoặc. Tích phân đây xem dưới này là bằng gì? Tích phân từ 3 đến 8 xem thầy nhập đúng chưa, được chưa? Tích phân từ 3 đến 8 rồi, tích phân từ 3 đến 8 đó. Nếu là câu đây là tuy là câu 8-90 điểm nhưng mà ngang đó mẹ em bấm máy được bằng mấy đây? 1 phẩy mà này đây là một cái số thầy chuyển qua phân số, à 1,6202. Rồi xem thử đi, 1,62. À, thầy nhập bị nhầm cái em này. Em sẽ nhập bị nhầm cái thiểu số gì mà em? Để thiểu số. Số 2 đây, thiểu số 2 đây này. Vì vậy thầy nhập lại. Vì thầy thấy cái đạt đập số là phân số rất đẹp. Tuy nhiên thầy bấm tính ra số lẻ là vô lý, phải không? Rồi bây giờ nhập vào đây, thầy số 2 đây. 2 đây được em. Bây giờ đó, bấm máy cẩn thận, vâng, thầy xem lại này, tích phân x từ 4 này cộng 2 căn. Rồi ok, được chưa? Bấm máy thôi. Bằng 3,7. Ai chà, ôi chà, thầy làm quá nhầm các em. Hôm nay hình như thầy chưa ăn sáng nên tối sao mà gì đây, bụng thầy đói sao mà thấy 3 đến 8 thầy lại ghi 3 đến 4 bấm lại không ra nữa. Thôi chịu khó các em thông cảm, thầy chỉnh lại xị, thầy hơi bị đói à. Rồi thầy chỉnh lại số 4 này xị các em. Đây chỉnh lại đây số như thầy xóa cho này đi, thầy thanh xóa đi các em. Xóa cái này các em, chỉnh lại thành số 8. Ok chưa? Bằng. Rồi, 197/6. Đây đáp án B. Ok chưa? 197/6 các em nhé. 197/6, vì vậy đáp án B. Được chưa? B được chưa? Rồi ok, thầy ra đáp án B. Đó, vì vậy thầy giải bài này rất là chậm để các em hiểu bài thật kỹ và luôn tìm em khai thác cái loại bài toán đó, được chưa? Và quan trọng khi các em sau khi nắm được cái phương pháp của thầy rồi ấy, thì các em gì? Mình luyện tốc độ lên. Luyện tốc độ lên. Đấy chưa? Chứ không phải như thầy vừa giảng vừa nói nữa, trước kể thầy làm nhầm đây cái, phải không? Thì đó. Rồi bây giờ nói tổng lại là bài này mà em chọn là bảng B. Được chưa? Ok chưa? Rồi, thầy cho cái màn tính đi xuống đi. Mình chọn là bảng B. Như vậy ngang này thầy suy ra được là bảng B. Thầy suy ra bảng B của em này. Được chưa? Nhưng nó nếu là bài toán từ luận thì thầy làm nó tiếp. Phải không em? Làm tiếp rất là nhẹ nhàng. Thầy ghi màu vàng luôn này. Bởi vì ngang đó ai làm cũng được. X là bằng gì? X là bằng gì các em? X bình phương chia 2 trừ 4 x, phải không? Cộng cho 2 căn của x cộng 1, có nghĩa x cộng 1 mũ 1/2, thì là thành tăng lên x cộng 1 phần 2 mũ 1/2, mà cộng cho 1 nữa là mũ 3/2 chia 3/2. Sau đó ngang này mà em thể số gì? 3 đến 8 mà em sẽ tính ra được. Bằng cả cụm này thể bởi số 8, trừ cả cụm này thể bởi số 3, không thể ai không làm được được, suy ra được đáp án B. Ok chưa? Thì từ luận cũng chừng đó, ngang đó từ luận chừng, máy tính cũng chừng, thì ngang đó hầu như là xong rồi. Mà em dùng máy tính bấm ra liền, còn từ luận phải qua thủ tục này chị. Thì khi mà em làm từ luận, nếu đề của sở giúp đỡ nặng, nếu dạng từ luận, thì mà em ghi dạng thế này thêm cái này, ghi như thế nữa, rồi mới ghi ra được 197/6, là mà em tròn vẹn điện. Được chưa? Như vậy câu 1 đã ok chưa các em? Câu 1 ok. Vì vậy câu 1 mẹ em nhớ nắm cho thầy một cái tính chất là nếu họ cho đào hàng fx bằng gx thì fx thì fx này sẽ bằng nguyên hàm của hàm gx, chỉ như vậy cho thầy được thôi, được chưa các em? Đó, và bài thi vào hãy cho cái dạng này lần này các em nhớ ngay, thầy nói nhầm cho sắp tới đề thi giữa kỳ của các trường sẽ ra đó nghe. Rồi bây giờ mình qua ví dụ thứ hai đó, những câu vận dụng cao nhưng mà em làm từ từ thôi, nắm phương pháp, nắm chiến lược dần, và mẹ em sẽ khai thác hết những câu vận dụng về nguyên hàm và tích phân.
Rồi bây giờ mình qua ví dụ 2. Rồi ví dụ 2 là cái gì? Cũng là một bài toán về nguyên hàm. Bên kia là bài trước là bài vừa nguyên hàm vừa tích phân và vận dụng tính chất của nguyên hàm. Như bài này cũng vậy, nếu họ cho này, em biết là hàm liên tục thì anh này thủ tục thôi, liên tục chính là thủ tục, mà em cứ hiểu bản chất như vậy được chưa? Đừng nghe liên tục là cái gì thầy, khỏi lo đi, mà em cũng cần hiểu ấy. Đó, mà em nhớ thầy, mà em cứ hiểu bản chất với thầy là liên tục chẳng qua là cái thủ tục cho nó xong cái bài toán thôi. Rồi, của thầy là một nguyên hàm của hàm số fx mx, họ tất cả nguyên hàm của hàm số này là cái gì? Được chưa? Rồi bây giờ cách này rất đơn giản, giờ mình làm phải không? Bây giờ của thầy là nguyên hàm thì mình có cái gì? Bây giờ mẹ em thầy giải luôn. Vì bài này thầy làm cho mẹ em hai cách. Vì có bài cách 1 nó dễ, cách 2 nó khó. Có bài cách 1 nó khó, cách 2 nó dễ. Đương nhiên có bài làm được hai cách, phải không mẹ em? Vì vậy mình vào mình cũng thầy làm cho mẹ em hai cách luôn. Rồi bây giờ thầy làm cách 1. Cách 1 thầy sử dụng tính chất của nguyên hàm kết hợp với phương pháp từng phần. Là cụ thể như thế nào? Nếu cổ thay là nguyên hàm của hàm số fx thì cổ thay đạo hàm chính là bằng f nhỏ cái này. Mấy anh chú ý, nếu f lần x là đạo hàm của nguyên hàm của hàm f nhỏ x thì f lần x là đạo hàm là bằng f nhỏ x đấy. Như vậy f của thái là nguyên hàm của hàm của này thì mà em suy ra được ta có, vâng, vì của thái là nguyên hàm nên ta có được của thái đạo hàm, thay biệt màu vàng được em ấy, nó sẽ bằng gì? Fx nhân em một x. Ngang này mà em không cần phải chú ý nữa các em ấy. Anh này là nguyên hàm thì anh này đạo hàm sẽ bằng anh kia. Tức kia còn đạo hàm thì nó ngược lại. Hey. Rồi, bây giờ cột đạo hàm là bằng cái gì? Cột là đạo hàm là bằng trừ sin. Cột u bằng trừ sin u nhân u. U phải trừ sin u. Sin u của em này là sin của 2x. Nhân u phải 2x đạo hàm chính là bằng 2. Vì vậy chỗ 2 ghi trước chứ không ghi sau em nghe. Bằng fx nhân với m1x. Rồi. Bây giờ ngăn đó họ biểu tính, đây họ biểu tính các em này, tính đó, tính cái gì đây? Tính nguyên hàm của hàm số là f(x) nhân với m(x) đấy. Thì mình bữa trước mình có cái chú ý rằng vừa rồi mình có chú ý rồi, yeah. Thì nguyên hàm của hàm f(x) đấy rồi á, thì luôn luôn là có công thức sẵn là bằng chính fx cộng c. Vì sao? Vì cái ngoài đạo hàm bằng trong thôi. Hay cái anh này họ ghi là gì đấy? Họ ghi là f lớn x đây. Nếu đúng đây là f nhỏ x. Đó, mà em chú ý cái này. Ok chưa? Đó. Vì vậy mà em khi mình chú ý cái đó thì cái bài toán này là mà em trở về bài toán từng phần. Từng phần là sao mà em? Khi mà biết được về này này, anh này là hàm lấy được nguyên hàm hay là hàm lấy được nguyên hàm thì mẹ em làm được. Bây giờ đây sẽ đặt ghi được cái gì là mẹ em? M1x và f(x) thì mình đặt u là cái gì và dv là cái gì, được chưa? Đó. Như vậy cái bài này các em chú ý, vì f(x) là lấy được nguyên hàm mà anh nào lấy được nguyên hàm thì họ được ghi ở chữ dv. Như vậy cái bài này thầy không phải đặt u là cái này. Nếu đặt u bên em để đạo hàm trở thành đạo hàm cấp 2 không được. Vì vậy mẹ em phải làm gì? Mình ghi lại, thầy ghi lại cái này. Khi anh nào mà lấy được nguyên hàm thì thầy ghi ở dạng như thế này. Em xem thầy ghi lại như thế này. Là m1x và nhân f(x) dx. Như vậy anh này là lấy được nguyên hàm, vì vậy anh này mà em đặt là dv. Còn đây là u. Bây giờ thì mà em nhớ công thức của udv. Như vậy cái tích phân của mình bây giờ trở thành là udv đó. Vâng, mà em đặt. Thì về cái cách 1 này là tuy là cách nhìn có vẻ cái hướng khai thác chung của bài toán, nhưng một số em sẽ khó hiểu. Như vậy bạn nào có khó hiểu thì thầy giải cách 2 cho các em sẽ dễ hiểu. Mà em nhớ mình chịu khó nắm hai cách. Vì có bài cách 1 làm nó dễ, cách 2 nó khó. Có bài cách 1 nó khó, cách 2 nó dễ. Mà em chú ý vì vậy mình hướng khai thác như vậy. Được chưa? Bây giờ thầy đặt. Đặt gì? U là bằng m1x và dv là bằng f(x) dx. Rồi sau đó mà em suy ra được gì? Du là bằng đạo hàm của m(x) này cũng chính là m(x) luôn dx. Và v là bằng cái gì các em? V chính là nguyên hàm của hàm số f nhỏ x này. Nguyên hàm của hàm số này là chân chính là bằng gì?
EBIT đây mấy anh chú ý, nguyên hàm của hàm số F nhỉ, chính là bằng EBIT. Không ghi C cả em, V là mấy em lấy một số một nguyên hàm thôi chứ không phải là lấy hòn nguyên hàm. Như vậy bây giờ mấy em suy ra được, bây giờ Y bây giờ trở thành cả em này là thầy đã đặt UDV, thầy ghi rất là cẩn thận là UDV. Thì có công thức của nguyên hàm, công thức từng phần là bằng gì mà em U V trừ VDU. Đây thầy ghi như thế này để các em dễ hiểu nhất thôi. Sau đó mà em trả lại về X được chưa mà em? U là cái gì? Mình tính rồi. U là bằng M của X. V là cái gì? Đây là bằng FX. Rồi. Trừ VDU. V là bằng FX. DU là gì? À M của X DX. Đây M của X DX. Đó. M của X DX. Thấy chưa? Đó. Rồi bây giờ tiếp theo. Thầy ghi đây M của X nhân với FX. Thầy cứ để đó ra. Vì có bài thầy ra được. Bây giờ anh này là nguyên hàm của cái này chính là gì cả em? À cột 2x, bởi vì họ nói cột 2x là một nguyên hàm của hàm này. Nguyên hàm của em, bây giờ cái bài này vô tình đây là bằng của x, vì vậy thầy cộng gì đây? Cộng c. Nhưng mà em nhìn vào ngang này ghi rất là ngắn gọn, nhìn vào đáp án thấy có cái nào là toàn là sin với cột mà tự nhiên xuất hiện cái x. Vì vậy ngang này mà em chịu khó ghi cho thầy thêm một cái nữa. Đây. Mình ghi ra nè em này, suy ra f(x) nè em này. Cái bài này nữa em chưa đến cùng. F(x) chính là bằng gì? À, trừ 2 sin của 2x chia gì em x, vì vậy mà em thể xuống đây, thế thể xuống đây là mang bằng em của x này nhân cho trừ 2 sin của 2x chia cho gì em của x trừ cho cột 2x cộng c, và thấy bằng em x nhân em x là hết mà em, vì vậy bằng trừ 2 sin của 2x trừ cột của gì hai hay cộng cộng c, được chưa? Trừ cột hai cộng c, khi đó có đáp án nào không mẹ em? Trừ hai sin hai x trừ cột hai cộng c, vì vậy mẹ em đáp án c. Ok chưa? Nhớ khi nào học mà bạn nào không hiểu mẹ em cứ comment ở phía dưới, sẽ có thầy và giáo viên trợ giảng của thầy sẽ tương tác trả lời các em, dù các em có tham gia khóa học nào thì cũng luôn luôn như vậy, được chưa các em? Vì vậy đó là cách một. Nhưng mà cái câu 8-90 điểm này cách một thầy nghĩ một số bạn sẽ khó hiểu. Bởi vì sao mà em? Bởi vì nó rắc rối về cái tính chất này và UDV rồi đào hàm, vì vậy như em chưa quen. Vì vậy mà em, nếu bạn nào mà khó hiểu nữa thầy làm một cách hai, được chưa? Bây giờ xem cách hai của thầy rất là đơn giản. Nhưng mà cách một mà em nhớ ngay, mình cũng nắm cái hướng. Mình nắm cái hướng là cái hướng chung như thế này mà em này, để mà em sau này mình dùng cái phương pháp tương phân cho những cái bài toán khác, được chưa các em? Còn cách thứ hai là nó dễ, bởi vì trong bài này đào hàm nó dễ. Chứ nếu nó khó, đào hàm nó khó thì cách hai nó cũng thua cách một, tùy theo bài. Nhưng mà trong bài này làm cách hai nó hay. Thầy ơi, cách hai là như thế nào? Bây giờ em sẽ làm thầy làm cách hai, được chưa? Thầy làm cách hai đây. Bây giờ thầy xóa bảng đi các em hay. Thầy xóa bảng. Rồi bây giờ em sẽ xem thầy làm cách hai. Cách hai đây các em. Cách hai thì mẹ em chú ý là thầy có chú ý cái này thôi, cũng giống như đoạn rồi mẹ em. Nếu fx là gì? À, là nguyên hàm. Đó, nguyên hàm các em thấy nhé, nguyên hàm. Đó, của hàm f nhỏ x phần mềm thì mình có cái gì đấy? À, f lớn x chính là bằng nguyên hàm của hàm f nhỏ x thôi. À thầy quên. Thì gì? Thì f lớn x đào hàm sẽ bằng gì? F nhỏ nhỏ x phần f, f lớn x đào hàm sẽ bằng f nhỏ x, thì f lớn x đào hàm này sẽ bằng f nhỏ x. Ok chưa? Rồi bây giờ thầy giải đây, bây giờ thầy giải qua mặt trắng rất đơn giản. Như vậy họ nói này, cột x là nguyên hàm thì thầy cũng làm như vậy. Thì ta có, vì cột x là nguyên hàm nên ta có y đúc cái cách một cột x đào hàm vì nguyên hàm nên bằng là gì? Fx nhân với m của x. Như vậy thì ta sẽ suy ra luôn. Cột hai x đào hàm chính là bằng gì? Trừ 2 sin x như sin của 2 x và bằng ngang này thầy dừng, thầy có cái gì hết. Bây giờ thầy thấy là họ thấy là họ biểu tìm nguyên hàm của, họ biểu tìm nguyên hàm của cái gì đây mà em? Họ biểu tìm nguyên hàm của gì? À, f x nhân với m của x đấy. Như vậy cái vượng của thầy là cái vượng f x là cái gì đi mà em? Như vậy thầy từ đây thầy suy ra luôn, thầy suy ra các em f x là bằng gì? Trừ 2 sin của 2 x chia gì? M của x. Như vậy, ở biết thầy có suy ra được f(x) không? Có, f(x)
và em có được f(x) các em xem. F(x) là bằng gì? U trên V là bằng U phẩy V. U phẩy là sin đạo hàm ra cos, nhưng cos U là bằng trừ 4 cos của 2x, có nghĩa là sin đạo hàm ra cos 22 nữa là thành 4. Vâng. U phẩy V trừ U V phẩy, trừ U V phẩy thì trừ 2, chính thầy thầy ghi rất là chậm cho bạn nào đọc cũng hiểu cả. Trừ U V phẩy là em x luôn. Trên đây thầy chọn cái này lại chị ha, ghi xấu quá. Rồi, trên cái này các em. Đó. Em x mà bình bình phương. Thế trục gọn đi mấy em, trục gọn cái này này, trục gọn cái này, em x trục gọn trục bậc cái mũ đi. Vì vậy thầy bằng là bằng gì các em? À trừ 4 cos của 2x cộng cho 2 sin của 2x chia em một ít đấy. Như vậy ta thế vào đây, thế vào đây mà em mới thế. Đó, mà em thế vào là xong. Thế vào, thế vào là bằng fx là bằng gì? F(x) là bằng nguyên cái này rồi mà nhân cho em một ít. Để nên chỉ em ít vì em ít, em ít vì vậy trừ thành là 4 của thái x cộng cho 2 sin 2x chia em một ít mà nhân em một ít là hết. Vì vậy anh này là bằng d thôi. Và anh này mà em ra cốt nguyên hàm của cột là bằng gì các em? À sin. Mà nguyên hàm của cột U thì bằng sin U trên U phẩy là 9 trên 2 nhân cho trừ 4 đây. Rồi tiếp tục cộng cho 2. Nguyên hàm của sin thì lại ra là trừ cột chứ 2 cộng C. Và mà em rút gọn lại là ok, là bằng trừ 2 sin của 2x trừ trừ hết là đây hai chia hai là hết là trừ cột của 2x và cộng gì các em? C. Ok, vì vậy bài này đáp án gì? À mà em biết ngay được đáp án luôn. Phải không em? Là đáp án gì các em? Đáp án C. Vì vậy mà em có hai cái cách làm đó mà em rút ra được cho thầy một cái điều. Là gì? Cách 1 là cái phương pháp giải chung cho cái loại toán như vậy đó các em, chứ không phải đâu. Áp dụng cho tất cả những cái bài khó bài dễ hết. Hàm nào khó mình cũng xới theo cách đó. Nhưng cách hai, những cái bài mà đào hàm nó dễ, ví dụ thầy nói này, ra cái công thức này nhưng mà trở thành cái hàm này một hàm khó đào hàm thì mấy em tính f(x) nó khó. Vì vậy khi tính f(x) nó khó mà thế vào đây thì tính cái anh này rất là khó khăn thì mình ưu tiên cách một. Còn tính đào cái hàm này ra đơn giản, tính đào hàm dễ thì thầy ưu tiên nên làm cách này. Được chưa? Vì vậy qua hai cách thầy rút ra cho các em một cái điều đó. Được chưa? Bây giờ mình tiếp tục qua một cái bài ví dụ 3. Được chưa? Đó, và sau đó mình sẽ có những cái bài ví dụ về nhà hey. Rồi, bây giờ qua bài ví dụ 3. Em hiểu chưa? Mấy anh nhớ không hiểu cứ comment phía dưới các em nghe. Các em cả tham gia khóa học của thầy thì thầy sẽ ưu tiên số 1 làm sao các em hiểu nhất và phương pháp tốt nhất để các em khai thác bài toán. Được chưa? Và thầy đi rất là chậm cho các em, mục đích để các em khai thác tốt nhất cái bài toán, làm cho tròn vẹn chiếm điểm tối đa. Được chưa? Rồi, bây giờ mình đi qua ví dụ 3. Nhớ nghe, các bạn nào có thắc mắc cứ mạnh dạn hỏi. Ngài thì mấy em có thể comment cho thầy. Thả đã tham gia khóa học của thầy thì ok hết. Được chưa? Rồi. Rồi bây giờ mấy em đi qua anh này. Đây là câu 45 trong đề thi bộ dục lần 2 các em. Đây thầy lấy câu mấy em chú ý nghe, đề minh họa và đề thi thực. Những câu mà mức độ 90 điểm này thầy nói rồi, mấy em nhớ học kỹ dài cho kỹ. Đó là cái thầy chỉ cho các em cái chiêu của cái bộ dục ra đề đó các em nghe. Đó nhớ. Vì vậy gọi là cùng một chiêu, nhưng mà xuất chiêu nó khác nhau thôi. Nhưng mà em chú ý nghe là nhớ là cùng một dạng, chẳng qua cái hàm này cho khác nhau. Đấy là đề minh họa, đề thi thực. Mà em chú ý những câu này. Vì vậy mà em chú ý khi mà có đề minh họa là có lợi thế như vậy mà em, là mình sẽ ra cái học những cái gì mà liên quan đề minh họa, mở rộng đề minh họa là ok nhất, sắc sao nhất, không cần học lăng mang mà rất là tốt. Được chưa các em? Ví dụ câu này này, thầy không giải nữa, thầy chỉ nói sơ qua, nói về hướng giải luôn. Thầy trình bày sẵn để các em xem thêm. Cho hàm số, và cái hàm này là cái hàm y đúc cái bài trên. Mấy em nhớ xem y đúc bài trên này. Thầy xem bài trên này, bài trên cũng như vậy đó mấy em. Bài trên mấy em thấy chưa? Bài này này, bài ví dụ 1 đó. Cho cái này và cái này, y đúc cái bài ví dụ 1, phải không mấy em? Mấy em nhìn phải y đúc cái ví dụ 1 không? Bây giờ mấy em xem qua bài ví dụ, dù bài y đúc này, cũng cho cái f này và f phẩy với những cái hàm này khác thôi. Và tính tích phân, còn bên kia là tính cùng còn khá cần sĩ thôi. Vì vậy nó ý đúc cái bài ví dụ 1, bây giờ về ví dụ 3 và ví dụ 1 tương tự với nhau. Đây, đây vì vậy thầy là cái bài này là bài tương tự ví dụ 1 cho cái này ở cái này và tính tích phân. Ý đúc chưa mà em thấy chưa, đề minh họa đề thực
tương tự nhau hoàn toàn. Rồi bây giờ cách giải cũng hoàn toàn tương tự, được chưa? Mẹ em đầu vào mẹ em có cái tìm nguyên hàm cái này, thầy làm luôn mẹ em đi. Đó, đầu vào có do giả thiết thì mình có fx này bằng nguyên hàm của fx và tính cái này. Như bài này có cái khó là gì mẹ em? Tìm nguyên hàm của cái này á, thì mẹ em nhớ là mình sẽ khó xử lý. Thì mẹ em chú ý cái công thức là của thai x mẹ em này, là bằng, nhưng mẹ em dùng đưa về công thức là 1 trừ 9 sin bình này, thầy giảng cho các em này. Đây, của thai x mẹ em này, của thai x này, thêm cái của thai x này, của thai x đây, được chưa, của thai x này. Đó, là mẹ em chuyển về là bằng 1 trừ 2 sin sin bình, được chưa, thầy ghi như vậy cho khỏi. Và đây bình phương, thầy ghi là bình phương. Rồi, sau đó nó có cái mối quan hệ đạo hàm, sin đạo hàm cho ra là cột, mẹ em nhớ nắm cái phương pháp chúng đề, phương pháp đổi biến của thầy. Vì vậy mẹ em đặt T bằng sin là lý do đó, được chưa, mẹ em nhớ nắm cái phương pháp của thầy. Rồi, sau đó DT trở về cột XX, và trong bài của mình đã có cái DT rồi. Họ chuyển qua cột XX và tích phân FX trở về bài toán VT. Đây bình phương lại không làm được, mình lại khai triển hàng đẳng thức ra. Sau đó có công thức mẹ em mới mở rộng ra được cái tính theo T. Nhưng quan trọng là mẹ em phải trả lại về x. Và để cho f không bằng 0 thì mình thể cái x bằng 0 vào đây mẹ em đi. Và kết quả này bằng 0, mẹ em suy ra được c bằng 0. C bằng 0 về cái f(x) là bằng cái này. Khi đó họ biểu tính tích phân từ 0 đến pi f(x). Nếu là làm đề bổ dục bấm máy liền chứ không cần phải làm ra cái gì nữa. Còn nếu làm từ luận thì mẹ em tiếp tục phải làm. Chưa? Tiếp tục là phải làm như thế nào? Thì mẹ em giả sử đây họ làm là gì? Mẹ em làm là nhóm sin ra. Thì đây mũ chẳng là mẹ em có được đưa về với cột. Đây cũng sin bình cũng đưa về cột bình. Và sau đó các em làm gì đấy? À đây mẹ em một có hai hướng. Một là mẹ em hạ bậc rồi làm tiếp. Hai là đây là họ đưa về cột. Và vì có sin với cột lại có mối quan hệ đạo hàm. Như vậy thầy là tiếp tục đặt T bằng cột x. Đó là tiếp tục đặt T bằng cái đội cần, sau đó đưa về T làm xong. Nhưng mà nếu làm đề bổ dục thì mình ngang này làm gì? Ngang này xem như là xong rồi. Ngang này fx là xem như là xong, là mẹ em chỉ cần gì? Nếu để làm đề đại học mẹ em ngay, vì khóa thầy là khóa tổng ôn đại học, thì ngang này mẹ em bấm máy luôn. Không mẹ em? Mình bấm máy liền. Đó. Như vậy cái bài này vì sao thầy cũng giải nữa? Bởi vì thầy nói để cho nhanh. Bởi vì bài này mình bấm máy là gì? Mình đặt nguyên cái hàm này vô nơi đây, mẹ em bấm máy luôn, tích phân này, bấm nguyên cái bài này, không cần giải khái triển nam mẹ em ngay. Còi bít bỏ vào đây, bấm cái rút ra số liền. Nghe, yeah, ra số này luôn em, bấm mình ra số này luôn này. Đó, câu nếu làm từ lần thì mẹ em xem cái cách làm từ lần của thầy đây. Được chưa các em? Đó, rồi, như bài này thầy nói ngắn gọn như vậy thôi, các em tham khảo thêm. Và thầy cũng nói luôn cái chiêu để ra đề thi của bộ dục của mình. Vì sao như vậy? Vì đó, vì vậy thầy cũng khuyên mẹ em không cần giải những cái đề lang mang ngoài thị trường. Đó, nhiều sách rất là tập nham đi. Đó, đôi lúc là nó không sạc về đề bổ dục thì lúc mình làm mình học khá mất nhiều thời gian. Nếu những bài toán sách nào cũng hay cả các em, nhưng đôi lúc mà em học những bài hay nhưng mà không dùng thì nó mất thời gian cho mình thôi. Như vậy thầy là khóa tổng ôn của mình là như vậy đó. Khóa tổng ôn là thầy đưa vào là khi để có đề minh họa là hay nhất, được chưa các em? Rồi bây giờ thầy nói nhiều như vậy, bây giờ mình làm qua cái tiếp theo, qua bài ví dụ tiếp theo đi. Rồi thầy xóa bảng mà em đi qua bài ví dụ tiếp theo. Đó. Bây giờ ví dụ 3. Họ tất cả nguyên hàm của hàm số này, nói tổng là cái bài này cái vướng nhất vẫn là cái hàm gì mà em là gắn f phẩy phẩy x. Như vậy tương tự bài này thầy cũng làm hai cách. Bài này đảo hàm là u phẩy v nên u v phẩy thì có thể mình làm cùng nhẹ, không không thì mẹ em tìm nguyên hàm của này mẹ em đặt luôn. Bây giờ rồi bây giờ cách làm của nó như thế nào mẹ em xem thấy là hai cách đây. Yeah, để thầy thấy rõ hơn. Đó, x cộng 2. Rồi sau đó mình thể vào đây. Để thầy ghi đây là mẹ em. Căn của x bên cộng cộng 2. Thế nên nhân vô 2x cộng cộng 2. Đó. Yeah, khi đó trở về một bài nguyên hàm của cái hàm này mẹ em này. Bằng cái đặc số nào đây thì rất đơn giản mẹ em gì? Điền cho sẵn rồi. Dùng nguyên hàm của hàm này bằng cái gì thì mẹ em gì? Bấm đào hàm của đáp án mà trừ cho d mà ra đồ không phụ không dây là mình chọn, còn khác không đồ không dây là mình loại. Bây giờ làm như thế nào? Bây giờ mẹ em sẽ bấm máy đây, được chưa? Ngang đó mẹ em thay vì mình làm từ luận là còn đặt nữa, còn giờ mình làm gì? Mình bấm máy là bấm ra liền, mẹ em lấy đào hàm của đáp án trừ cho cái đề, bấm cái đồ phụ dây bằng không đồ không phụ không dây là mình chọn, được chưa? Rồi bây giờ mẹ em sẽ làm đây. Rồi bây giờ thầy bấm máy tính cho em
xem thầy thử đáp án A hay thử đáp án A. Thầy trở về AC này. Thầy thử đáp án bấm đạo hàm của cái này. Trừ cho trừ có cái gì cái nguyên hàm mới em này, vì nguyên hàm của họ là nguyên hàm mới. Được chưa? Thầy bấm này, shift. Nhờ chuyện máy với đơn vị đã đang bài này đang vì đồ mà em bấm shift 1 4. Đây, shift 1 4 là đơn vị đã đang em này. Rồi thầy bấm đạo hàm, shift đạo hàm của cái đáp án của mình là cái này các em, vì thầy thử đáp án A đi. Thì đáp án A là bấm này, trên tử là alpha x bình cộng cho 2 alpha x tiếp tục trừ cho 2 dưới mẫu là gì các em, 2 nhân cho căn của alpha x bình cộng 2 đó. Rồi đây sau đó mà em đây là đạo hàm mi trừ x bằng x, mà em x bằng x alpha x chưa trừ cho d, d bây giờ d của mình là mới mà em này, d này, d này bây giờ nguyên hàm của mình là nguyên hàm của hàm mới thôi, nguyên hàm là x cộng một nhân f x đấy rồi, vì vậy mình tính ở đây rồi x cộng một nguyên hàm của hàm mới đấy mà em này, trừ cho cái này được chưa, đó trừ cho cái đó thầy trừ này x 2 x cộng 2 nhớ chưa, nhớ 2 x cộng 2 thầy xóa này để ăn bằng nè 2 alpha x cộng 2 dễ mẫu các em xem là dễ mẫu này là x bình cộng 2 nhân căn x bình cộng 2 được chưa, mở ngoặc alpha x bình cộng 2 nhưng khi mà em có máy tính mà em tính nhanh hơn nhân cho căn của alpha x bình thì lấy máy tính trong máy tính thì lập trình cộng 2 rồi bấm nút cơ alt cho x là số bất kỳ số nào cũng được, xác định được với đây là xác định với mọi x thần cho bằng 5 đi bằng chuyển qua nút đồ phục giấy của em này, nó khác không đồ không phục giấy vì vậy mình loại thì đáp án A đi, loại A mấy em thử đáp án B, mấy em nhập lại đáp án B đây, D luôn luôn là cái này thôi, mấy em nhập lại cái đáp án thôi, đây mấy em nhập đáp án B đây mấy em, đây bây giờ đáp án B của mình là cái gì, đây thay lại đáp án B xóa hết đi, B điểm đầu là không có số 2 xóa. Trên từ x bình từ 2 x trừ 2 thôi xóa này luôn ok chưa, rồi cơ ALC cho như vậy cũng được rồi em bằng đó. Chuyển qua nút đồ phục giấy kết quả bằng không đồ không phục không giấy thì mình chọn, vì vậy đáp án B thỏa mãn mà em đi bây giờ đáp án B thỏa mãn thấy ok chưa, em tin mà em cơ ALC cho số bất kỳ số 9 được này, 9 điểm 9 này bằng này chuyển qua nút đồ phục giấy này bằng không đồ bằng x một số bất kỳ, như vậy mà em thấy hay không, hay trong bài này là khi mình làm từ luận nó mệt là khi mình tính nguyên hàm là khi mệt thì mẹ em chỉ cần trong bài này chỉ có khó khăn mẹ em tính một cái đạo hàm ra thôi, sau đó thế vào cái hàm số mình mới biết các mẹ ấy tính cái đạo hàm này thế vào cái hàm số của mình thôi được chưa, thế vào này mẹ em tính đạo hàm chỗ này thế vào đây và mẹ em bấm máy thôi là xong được chưa, đó vì vậy đấy là đấy cũng luôn tiền mẹ em học cái câu về bài toán về nguyên hàm của hàm số này là đáp án A B C thì mình bấm máy như vậy, như vậy ba ví dụ đầu mà em thấy bây giờ nó có mức độ khó vâng, bây giờ mình đi chịu khó đi thêm một ví dụ nữa nhé, ví dụ nữa mà em chú ý làm những câu mức độ như thế này là làm cho nó thiệt dễ hiểu, thật là gì hứng phấn đi chứ đừng có khó hiểu quá thì mẹ em trở thành nạn bây giờ, vì vậy đương nhiên thầy nói như vậy thôi, bằng nào khó hiểu thì mẹ em cố gắng mình quay lại video của thầy xem lại một lần nữa và những video này là video giáo kính trong khóa học của mình cả được chưa, rồi bây giờ bài này á là bây giờ mẹ em qua ba ví dụ như vậy rồi, bây giờ thầy qua một ví dụ bốn nữa cho nhẹ nhàng lại một xí cho mẹ em thư thả đầu óc và thầy cho một cái bài ví dụ thật nặng bài tập về nhà thấy chưa, câu mức độ 10 điểm luôn bây giờ để mẹ em thực hành, rồi bây giờ thầy xóa bảng thấy chưa, thầy xóa bảng và mình cùng làm cái ví dụ tiếp theo hay làm ví dụ theo là ví dụ bốn. Rồi bây giờ mình qua cái ví dụ 4 này các em. Qua ví dụ 4 hay. Đây qua ví dụ 4 này. Rồi ví dụ 4. Nhẹ nhàng thôi, thấy chưa? Qua ví dụ 4. Biết f lớn x là một nguyên hàm của hàm số x trên R, khi đó nguyên hàm của hàm số 2f(2x) dx bằng cái gì? Nhìn vẻ vẻ thầy ơi em thấy cũng khó mà đang trở thầy là nó là dễ, phải không? Dễ là sao? Vì vậy trong những cái bài toán đây, đây là đề thi bộ dục năm ngoái, đề thi chính thức
câu 42 trong mã đề 101. Như vậy câu 8 điểm 4 đó các em. Nhưng mà mình chỉ cần làm công thức nhanh giải một cái là xong thôi, không cần phải làm gì hết. Thầy giải nhanh như thế nào thầy cho em cho luôn, phải không? Đây thầy cho luôn. Thầy cho mà em một cái chú ý đã. Vâng, chú ý nó trong cái quyển sách của thầy, thầy ghi một đậm cho đẹp luôn. Chú ý. Đấy, nếu fx đây. Thầy xóa đi đây. Đó, nếu nguyên hàm của hàm số fx dx mà bằng f lớn x mà cộng c, f lớn x cộng c thì ok, suy ra nguyên hàm của hàm số f tổng quát được cho hàm a cộng b, a cộng b của em bậc nhất dx thì nó cũng bằng ý đúc cái hàm trên này cũng bằng f lớn của a cộng b. Nhưng mà em nhớ đào hàm là nhân u phẩy cộng nguyên hàm chia u phẩy, hay gọi là một phần a đằng trước và cộng c. Đó, chỉ cần nắm thức thầy là xong bài toán. Giờ xong như thế nào, vì sao, vậy xem thầy giải đây. Đó. Giờ xem thầy giải, thầy bây giờ họ nói cái này là nguyên hàm của hàm số này thì suy ra, phòng em có nghĩa cái ảnh này này, nguyên hàm của hàm số này này có nghĩa là gì đây mà em, mình ghi ra có này, theo đề ra là nguyên hàm của hàm số fx dx là bằng cái hàm f lớn này là bằng e mũ x cộng x bình phương cộng c. Từ đây sẽ suy ra theo công thức bên trên là nguyên hàm số f của 2x dx là bằng 1 phần a là 1 phần 2 của f, bây giờ không phải fx mà f2x. f2x là bằng cái gì? À thế thôi, mà em thế đấy, fx là bằng cái này mà em đi. Như vậy f2x là bằng, đây sẽ cộng c này, là bằng gì? 1 phần 2 f2x là bằng e mũ 2x cộng cho, thay vì x bởi f2x là 2x mà tất cả mũ 2 và cộng c, xong rồi bằng 1 phần 2 e mũ 2x cộng cho, đây là 2 mũ 2 là bằng 4 x bình là bằng 2x bình, là bằng x bình cộng c. Đó là xong bài toán, suy ra ok. Bài nào đây, công thức nào 2e mũ 1 phần 2e mũ x cộng 2 mũ x cho đáp án C đó. Câu này nhẹ nhàng thôi, được chưa, để cho các em thư giãn đầu óc. Bây giờ thầy ơi, nhẹ nhàng em vẫn chưa hiểu thì thầy nhắc lại này. Nếu nguyên hàm của hàm số f nhỏ x bằng f lớn x cộng c thì nguyên hàm của hàm bậc nhất tổng quát cho cái này mà em này, hàm bậc nhất của f i cộng b bất kỳ mà em bài x thay trừ x thay cái gì đó thì mà em cũng bằng cái f lớn đó, f lớn như cái f này thay x bởi cái chữ i cộng b thôi, thay x bởi chữ i cộng b, thay x bởi chữ i cộng b trong này. Nhưng vì đây là hàm hợp mà em có chia cho a, có khác nhau cái đó thôi. Thay chữ i cộng b vô nơi x này như cũ nhưng mà nhớ có một phần a, được chưa? Như vậy bài này thầy nói fx bằng cái này rồi, ok, thì đây là f của 2x này thì mà em thấy 2x vô nơi cái hàm này thì 2x vô hàm này nhưng mà có nhớ có một phần hai đằng trước, là xong bài toán đáp án c, được chưa các em? Đó là bốn cái ví dụ đặc trưng. Hôm nay thầy ôn những cái câu vận dụng cao, tức là câu 8, 9, 10 điểm trong đề thi sắp tới của các em, tức là đề thi giữa kỳ 2, học kỳ 2 và đề thi đặc biệt là đề thi trung học phổ thông quốc gia. Đương nhiên theo cấu trúc đề bổ dục yêu cầu thì đề thi câu vận dụng cao học kỳ này là có thể là tự luận, vâng, và câu khó thì mẹ em chú ý là bạn nào tự luận thì thiên về tự luận thêm sĩ, còn đề bổ dục luôn luôn là trắc nghiệm của em nhé. Rồi bây giờ bài tập về nhà là câu gì? Sau khi mẹ em thư giãn bằng cái bài ví dụ 4 rồi, bây giờ mẹ em làm bài tập về nhà bằng một cái câu khá khó, được chưa? Và về nhà cứ làm thử đi, thử sức đi, sau đó thầy sẽ sửa các em qua một cái video tiếp theo, bây giờ video ngắn tiếp theo thôi, bây giờ đó. Và thầy giảng đến dạy luôn cho các em thay đổi giao diện so với thầy ngồi bảng thế này, giảng đến bảng bây giờ thế này cho các em. Rồi bây giờ mẹ em qua cái ví dụ 5 là bài tập về nhà như thế nào, thầy sửa bảng bây giờ. Rồi ví dụ 5, câu mức độ 9 trên 9 mà em 90 điểm đó, câu 90 điểm đây, cho hàm số, đây là một câu trong đề thi của bộ dục bây giờ, nhớ nhầm đề Minh Hòa 2020, đề thi bộ dục câu 90 điểm.
cho hàm số x liên tục và thỏa mãn. Thầy nói rồi, cái thủ tục liên tục là chẳng qua là cái thủ tục, bây giờ mẹ em cứ hiểu bản chất như vậy, liên tục chẳng qua là cái thủ tục thôi, không sao cả, trên và là thỏa mãn cái này. Và khi đó cái phân từ 1 đến 0 của f(x) như thế này, như thế nào đó. Về cái dạng mẹ em thấy cái dạng này cũng giống, nhưng bài này có khó hơn đấy, khó nhiều hơn này. Vì vậy mẹ em cứ về nhà chịu khó tìm hiểu từ xem, bây giờ đó, sau đó mẹ em có thể xem, biết đây cho biết đề luôn, đây là đề minh họa bộ dục 2020 luôn. Còn khó mẹ em có thể lên Google mẹ em tra, mẹ em xem đáp án thử khó hiểu không, và sắp tới thầy sẽ cho đáp án bảo đảm cách giải các em sẽ hiểu, bây giờ dễ hiểu được chưa. Rồi bây giờ buổi học hôm nay thầy sẽ dừng ở đây. Cảm ơn tất cả em đã có cái thái độ học nghiêm túc. Khi nào thầy cùng về gặp em, các em có thái độ học nghiêm túc thì thành quả trái ngọt sẽ đến với các em thôi. Bây giờ cái gì cũng vậy, các em chăm chỉ học tập lao động thì trái ngọt sẽ hưởng với mình. Bạn nào ham chơi thì trái đắng sẽ đến với mình. Đó là gọi là nhân quả đấy, gọi là hệ quả của cuộc sống đấy. Thôi nói cho nhiều, thầy cũng mong các em là lớp 12 rồi, cố gắng học tập cho nghiêm túc. Bây giờ học nghiêm túc chỉ cộng 52 thôi. Đến đại học cách học nó khác rồi, học nó khác cách lập học thầy học sinh đâu các em. Bây giờ như vậy các em cố gắng xem như 12 năm học trả giá mình bằng một cái năm lớp 12 đi, được chưa. Rồi bây giờ thầy kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các em đã theo dõi thì bài giảng, bài like gặp live stream của thầy thì bấm like thả tim, gặp video thì like video của thầy, phải không? Đó, nếu gặp trên kênh YouTube thì mẹ em đăng ký kênh và like, gặp thì comment ủng hộ thầy, phải không? Rồi thầy tạm biệt em, hẹn gặp em vào buổi học sau sẽ hiệu quả hay hơn nữa, thấy chưa? Rồi tạm biệt em nha, tạm biệt em hay. Chúc các em là sức khỏe và nhớ là luôn luôn học tốt hết mình, cố gắng hết sức trong năm học lớp 12 này. Rồi thầy chào các em hay.